thể phủ nhận rằng UADI tiền làm cho tiềm năng của trò chơi dựa trên blockchain là cao. Nó cũng có nguy cơ rất lớn bị trắng tay. Kể từ những trò chơi này thường đòi hỏi một lượng vốn lớn. Vì vậy để bắt đầu trong lĩnh vực tiền điện tử, tốt nhất là thử miễn phí và chơi trò chơi trước. Đây là những trò chơi mà bạn không cần phải đầu tư một xu vào. Vì vậy trong video này, tôi sẽ chỉ cho bạn 5 trò chơi và trò chơi miễn phí tốt. Bạn có thể thử nó ngay bây giờ để nhận được một vài đô la. Các vị thần và chuỗi số 1. Tại sao hầu hết các trò chơi NFT được trả tiền để giành chiến thắng? Các vị thần và dây chuyền đã đi một con đường khác. Học tập tình huống tàn khốc của việc sử dụng tiền để giành chiến thắng, các nhà phát triển tin rằng các cầu thủ xứng đáng tốt hơn, do đó cung cấp một trò chơi thẻ miễn phí để sở hữu. Nếu bạn thích Hearthstone và bạn cũng có thể muốn có một số chuỗi, đây cũng là một trong 3 trò chơi chuỗi hộp trong thị trường tiền điện tử. Bản thân trò chơi tập trung vào khả năng cạnh tranh kỹ năng, nơi người chơi sẽ làm tất cả với nhau bằng cách sử dụng thẻ. Người chơi được phép chơi miễn phí. Và trong khi chơi trò chơi, họ có thể kiếm được mã thông báo của trò chơi và mở khóa thẻ mới để bán trên thị trường. Thay đổi liên tục nổi bật bởi chất lượng của nó, ngay cả khi so sánh với các trò chơi truyền thống. Điều này là do trò chơi được dẫn dắt bởi KGC Cole, cựu giám đốc trò chơi của một trò chơi bài thực sự nổi tiếng, đó là phép thuật Gatineau. Ngoài lối chơi, nhóm cũng cần chất lượng đồ họa như các hiệu ứng, hoạt hình trong ngành được chế tác hoàn hảo. Đằng sau trò chơi bài là những người đóng gói khổng lồ, đặt ra bởi Elami Dersison, Napsitasi và Immortal 10. Trò chơi cũng được đề cập bởi Phúc, tạp chí Fortune và Mid Technology GBU. Chuỗi tùy chỉnh hiện có trên cả desktop và di động. Vì vậy bạn có thể chơi nó bất cứ lúc nào và bất cứ lúc nào. Liên minh các vương quốc số 2. Trò chơi tiếp theo tôi muốn giới thiệu là Liên minh các vương quốc. Nó là trò chơi chiến lược mode đầu tiên trong blockchain. Người chơi cộng đồng, bạn trang trại trận chiến, thương mại và liên minh lớn trong ngắn hạn. Họ đang xây dựng đế chế và quân đội để bảo vệ vùng đất và tấn công người khác. Bạn có thể tưởng tượng cuộc đụng độ của gia tộc. Chúng tôi đã kết hợp với công nghệ blockchain. Trong vùng đất trò chơi này, xin lỗi NFT, bạn thực sự có thể sở hữu bằng cách mở các mảnh bất động sản. Bạn có thể bắt đầu sở hữu phần thưởng, nhưng bạn cũng có thể chơi trò chơi miễn phí bằng tài nguyên nông nghiệp để đáp ứng NFT và bán chúng trên thị trường. Nhưng nó hơi phức tạp vì bạn phải có ít nhất 1 triệu tài nguyên của một loại để bắt đầu đúc. Bạn cũng có thể tham gia 3 tháng trong chiến dịch trò chơi PBB và KIP. Điều thực sự tỏa sáng về trò chơi là các nhà đầu tư. Tên đầu tiên được băm là FC lớn nhất và Hàn Quốc. Thứ hai, chúng tôi có A16C và Bắt Đan Lắc. Đó là những tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp trò chơi chiến đấu. Về NFT và lối chơi, MC và Hộp Cát là những cái đằng sau. Với đội ngũ ủng hộ mạnh mẽ để cung cấp, vương quốc có thể đảm bảo cho bạn bình đẳng. Anh hùng phòng thủ điên rồ số 3, thực hiện và xuất bản bởi Enerman Kerber. Trò chơi này có thể khiến bạn bị sốc khi trở thành trò chơi miễn phí. Anh hùng phòng thủ điên rồ, giống như tên của nó, là một trò chơi phòng thủ tháp. Những người chơi bảo vệ căn cứ của họ bằng cách sử dụng vũ khí của tháp anh hùng, vợ chia chồng và thẻ tương đương. Bạn có thể tùy chỉnh tháp của mình, chiến lược phòng thủ với các loại tháp khác nhau hoặc các cột AG dầm khác nhau mỗi tháng. Trò chơi sẽ thông báo rằng chúng tôi kém tháp chứa. Đó là mã thông báo của trò chơi để tham gia các sự kiện. Người chơi phải đạt đến một cấp độ EP nhất định bằng cách chơi trò chơi hơn nữa. Anh hùng phòng thủ điên rồ, người chơi có thể kiếm thêm token mỗi ngày bằng cách mở dương sao trong trò chơi. Để tăng thu nhập, bạn có thể mua thẻ NFT trên thị trường. KGC Defense Heroes được coi là thú vị để chơi, nhưng chỉ chơi để kiếm tiền. Trên thực tế, trò chơi ban đầu được phát hành như một trò chơi truyền thống trên Google Play và FB Sito và gần đây được tích hợp với blockchain. Anh ấy hiện có hàng triệu lượt tải xuống và bạn có thể bắt đầu tải trò chơi trên điện thoại di động của bạn. Hiệp sĩ rừng số 4. Nó 4 là một trò chơi khác do Enerman Kerberzan đầu tư. Fozasinat là một trò chơi cơ bản thứ 3, lấy chủ đề về anh hùng và phép thuật. Với tư cách là người chơi, anh ấy sẽ xây dựng một đội và kiểm soát chúng trong trận chiến để đánh bại. Ngược lại, trò chơi có một hệ thống tiến triển, phần thưởng nào cho người chơi khi họ tiến triển. Trò chơi, giá, hệ thống cạnh tranh và các sự kiện theo chủ đề. Họ là hàng trăm cấp độ trong trò chơi, với các phần thưởng khác nhau khi hoàn thành. Bằng cách hoàn thành các cấp độ, người chơi sẽ kiếm được một số mã thông báo và kiếm tiền. Một cách khác để kiếm token là hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả các nhiệm vụ hàng ngày của trò chơi, sau khi giải quyết tất cả các nhiệm vụ, bạn kiếm được một số mã thông báo mặc dù phần thưởng thấp hơn. Đây là những cách duy nhất để người chơi miễn phí kiếm tiền. Trong trò chơi, đồ họa có thể không phải là điểm mạnh của Fozasinat, nhưng mặt khác,
Trò chơi có các nhà đầu tư và đối tác tốt và các thương hiệu Nibaker chủ. Sau đó chúng tôi đã mở CA niêm xe. Forza Sinat hiện đang có trên Android trên PC, vì vậy bạn có thể chơi nó ngay bây giờ. Số 59 biên niên sử. Một trò chơi AI ghi tự động khác nghe khá nhàm chán, nhưng khi trò chơi được hỗ trợ bởi Ubisoft, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đây là trường hợp của Nanco Zanico, một trò chơi MOBA AI ghi hoàn toàn miễn phí để chơi. Tôi tự do kiếm những gì hấp dẫn về trò chơi là không có máy chủ, và thay vào đó là người chơi và trẻ vị thành niên. Chúng tôi chỉ tương tác với nhau như Bitcoin. Điều này có nghĩa là trò chơi được phân cấp hoàn toàn, và người chơi sẽ có thể điều khiển trò chơi, chính họ trong trò chơi. Người chơi tham gia trận chiến trong mục tối thủ công, giao dịch và thách thức người khác chiến đấu. Bạn chỉ có thể chơi trò chơi bằng cách là trẻ vị chiến thắng trong các trận chiến PvP. Tôi sẽ chế tạo vũ khí và bán chúng trên thị trường. Bằng cách hoàn thành chế độ chiến dịch, bạn có thể mở khóa vũ khí tốt hơn để chế tạo và bán. Người chơi cũng có thể kiếm được mã thông báo thông qua cuộc thi, tìm kiếm và tham gia vào các sự kiện như đấu trường để. Hoặc tốt hơn, bạn có thể mua vũ khí. Vì vậy NFT để củng cố nhân vật của bạn để giành chiến thắng nhiều chính hơn. Chính cuộc gọi Koji được hỗ trợ bởi Planetarium, Ubisoft và gần đây trừ vòng. Ba người khổng lồ đó một mình đã chỉ cho chúng tôi cách tạo. Trò chơi là tôi thực sự đánh giá cao cơ chế của trò chơi, vì nó được phát triển đầy đủ và phần tiền được tích hợp chỉ là một phần nhỏ của trải nghiệm thú vị. Bạn có thể chơi chính Kozani cầm ngay bây giờ trên PC nếu bạn nghĩ rằng trò chơi là tốt. Bây giờ chỉ là một lưu ý nhanh trước khi bạn bắt đầu và chơi trò chơi, vì những trò chơi này có thể kiếm được mà không cần đầu tư, phần thưởng sẽ không cao, trong thực tế nó có thể rất ít. Điều này là bởi vì nếu ai đó có thể kiếm được nhiều tiền, nhiễm trùng sẽ bùng nổ, khiến các dự án sụp đổ và thất bại. Vì vậy nếu bạn muốn kiếm được nhiều, đầu tư là bắt buộc, và chúng ta chỉ nên xem xét miễn phí để kiếm một phần, như một cuộc kiểm tra, để xem liệu trò chơi có đáng để đầu tư vào không. Đó là kết thúc của chủ đề ngày hôm nay. Các bạn nghĩ gì về những trò chơi đó? Có đáng để thử và đầu tư không? Chia sẻ ý kiến của bạn xuống bên dưới trong phần bình luận. Nếu bạn thích video, bạn có thể ủng hộ nó. Và nếu bạn thấy video này hữu ích, vui lòng xem xét đăng ký. Chúng tôi sẽ bắt kịp với các bạn sau. Tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.